Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 109. Tố Diệp bực bội ngẩng lên, quay đầu bắt gặp ánh mặt của Duy. Cũng phải, chỉ có cô ta mới gọi Ninh Mễ Ngạn như thế, người phụ nữ đáng ghét. Ô, Tố Diệp, là chị sao? Tôi không nhận dạng chị đấy, ngày càng xinh đẹp rồi. Cái miệng của Duy ngọt như đường, câu nói khiến cho Tố Diệp khá thoải mái, nét mặt không vui cũng giãn ra ít nhiều. Ninh Mễ Ngạn ngấm ngầm liếc nhìn Tố Diệp một cái, thấy vậy cực kỳ bó tay, nhà nô này đúng là thích được khen. Nếu có khen thì tôi xin nhận, Tố Diệp hờ hững đáp. Đương nhiên là khen chị rồi, tôi không biết nói dối lòng đâu. Nói rồi, Duy kéo một cái ghế tự nhiên ngồi cách tự nhiên. Ô, đám của hai người không, tôi không qua kịp. Thành thật xin lỗi, hôm nay chúc mừng bù, chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc nha. Tố Diệp cảm thấy cái cô Duy này không trông giống như kẻ phá đám, bèn cảm ơn. Hẹn người sao? Người hỏi là Niệm Mấy Ngàn, xem ra anh không mong lúc đàn cơm bị quấy rầy. Duy gật đầu, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nhưng mà người ta vẫn chưa tới. Ý là cô ta vẫn có thể ngồi đây thêm một lát. Tố Diệp liếc nhìn Ninh Mễ Ngạn, không hiểu sao trông cô có hứng thú xem trò vui, cô muốn xem ở trước mặt cô Ninh Mễ Ngạn sẽ đối xử với Duy như thế nào. Quyển 13, chương 543, thật sự rất yêu anh. Con gái ai cũng hẹp hòi, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Đừng tưởng cô lấy anh rồi là mọi việc êm xuôi. Tuy rằng sau này cô biết anh và Duy thực sự không có chuyện gì, nhưng cái ảnh Duy tình cảm ra sao khoác lấy tay anh khi ấy vẫn còn in hẳn trong đầu óc cô. Mỗi lần nhớ lại, cô chỉ muốn lột sạch cả người Ninh Mễ Ngạn từ trên xuống dưới, cho vào một bể nước đựng đầy nước khử trùng, ngâm 3 ngày 3 đêm mới thôi. Ninh Mễ Ngạn là của cô cơ mà, sao có thể để cho người phụ nữ khác sờ mó, khoác tay khoác chân. Đương nhiên, Tú Diệp thề là mình thật sự chỉ có tâm lý thích xem trò vui, có vài phần ghen tuông là không sai, nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn tin tưởng Ninh Mễ Ngạn. Ninh Mễ Ngạn thật sự nhận ra sự cố tình của Tố Diệp, nụ cười nhạt trong đáy mắt có chút khó xử. Anh Mễ Ngạn, hôm nay gặp lại anh cũng thật may, em muốn hỏi anh chuyện về sản phẩm mới của Tinh Thạch. Duy không ôn lại chuyện cũ với Ninh Mễ Ngạn ở trước mặt Tố Diệp mà đi thẳng vào chuyện chính. Bây giờ Duy đã bắt đầu làm người quản lý chính thức của Bright, trở thành một tiểu thư cao quý danh xứng với thực ở trong giới kinh doanh. Cùng với đó, cánh nhà báo cũng muốn cạnh tranh đưa tin về cô ta rất ít khi tiếp nhận các cuộc phỏng vấn. Có một trung tâm thương mại của chi nhánh trên khắp thế giới như Bright, Duy đã phá vỡ hàng trị dăm giá rượu của mình để len vào bảng xếp hạng các tỷ phú trên thế giới Forbes. Chuyện này, Tố Diệp cũng đã từng nghe nói, mà lần này gặp lại Duy, cô thật sự cũng cảm thấy cô ta đã đổi khác. Trước đây cùng lắm cô ta chỉ mang tới cho cô cảm giác về một cô gái tính tình cổ quái, một cô công chúa bướng bỉnh, thích chơi bời mà thôi. Còn bây giờ, tuy rằng mày miệng Duy vẫn không ngừng gọi anh Mễ Ngạn, nhưng đã không còn những thói quen xấu của một cô nhóc như trước kia nữa, mà tiếng anh Mễ Ngạn đó chỉ là một danh xưng mà thôi. Trong mắt Duy, dần ra có những thứ đời thường. Giống như giờ phút này đây, cô ta nói chuyện với Ninh Mễ Ngạn về Tinh Thạch, về sản phẩm mới, về thị trường một cách tự nhiên đến vậy. Nếu so sánh thì Tố Diệp khá hướng mộ Duy. Chí thì từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của anh và Kỳ Đông Nham trong phòng sách cho tới giờ, Tố Diệp đã giữ chuyện về Tinh Thạch trong bụng nhiều giờ rồi nhưng vẫn chưa dám hỏi. Không được thoải mái như Duy. Ninh Mễ Ngạn không né tránh Tố Diệp, nghe xong câu nói của Duy, anh điềm nhiên trả lời. Các sản phẩm mùa thu đông năm nay lần này của Tinh Thạch sẽ được lựa chọn ra từ một số sản phẩm trong showroom D. Tố Diệp đang cầm cốc nước, tim bất chợt đập chệch một nhịp. Có chuyện gì rồi? Duy sững người sau đó nói. Em đã nhận được thông báo của Tinh Thạch đã hủy bỏ việc tung ra thị trường các sản phẩm mới mùa thu đông. Phải, thế nên sẽ dùng các sản phẩm ở showroom D để thay thế, chỉ có điều không tổ chức buổi ra mắt. Kiểu gì cũng phải có sản phẩm mới mới được, nếu không mùa thu đông năm nay biết phải làm sao. Trên đại hội cổ đông, tuy rằng ý kiến của Ninh Mễ Ngạn bị bác bỏ, nhưng cuối cùng mọi người vẫn phải đi tới một kết luận thống nhất. Buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ bị hủy bỏ, còn các sản phẩm mùa thu đông sẽ được chọn ra từ một bộ phận sản phẩm của showroom D. Đây cũng coi là cách vẹn cả đôi đường, để Diệp Uyên có thể làm hài lòng các cổ đông lão thành và Ninh Mễ Ngạn. Duy hiển nhiên sẽ không hiểu được cách làm của Ninh Mễ Ngạn, cô ta nhíu mày. Anh Mễ Ngạn, anh có biết rõ sau buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay, Kỳ Thị đã nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng từ nước ngoài không? Mẫu thiết kế chính là bộ sản phẩm thu đông của Kỳ Thị đã trở thành phiên bản số lượng có hạn trên toàn thế giới rồi. Ninh Mễ Ngạn bình thản nói. Có thể tưởng tượng được. Nhưng tại sao anh không gấp gáp? Duy hỏi ngược lại. Ninh Mễ Ngạn không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn Duy và hỏi.
Kỳ Lục Nhâm có được thành công, cô nên vui mừng cho cô ta mới phải, tại sao lại tới chỗ tôi lo sốt vó lên vậy? Câu hỏi ấy làm cho Duy nghẹn lời, rất lâu sau cô ta mới buồn bã đáp. Em đâu phải là người không ai cần. Xem ra cậu ta vẫn chẳng quan tâm tới tình cảm của cô. Nỉ Mễ Ngạn như cười như không. Nghe xong câu ấy, Tố Diệp lập tức hiểu ra. Duy hừ lạnh. Trong lòng Kỳ Đống Nham đã có người khác rồi. Em cũng đâu phải không có anh ta chỉ chết đâu. Phóng tầm mắt ra xa, có bao nhiêu anh tài của các gia đình môn đăng hộ đối với em, cho em lựa chọn. Em chẳng thèm đầu đâm đầu vào góc tường của anh ta đâu. Nỉ Mễ Ngạn chỉ cười không nói. Tố Diệp ngồi bên ít nhiều có phần gượng gạo. Duy nói xong câu đấy, mình nhớ ra bên cạnh mình còn Tố Diệp. Cô ta vội vàng xin lỗi. Tố Diệp, chị đừng nghĩ nhiều nhé. Tôi không có trách chị cướp Kỳ Đống Nham đâu. Suy nữa thì Tố Diệp nghe chết. Cô nhìn Duy không biết nói sao, cảm thấy cần phải sửa chữa lại cách nói của Duy một chút. Duy à, cô phải hiểu rõ một điều, tôi chưa bao giờ cướp Kỳ Đống Nham của cô. À không phải, chính xác là tôi chưa bao giờ cướp Kỳ Đống Nham của bất kỳ cô gái nào. Nhưng trong lòng Kỳ Đống Nham chỉ có mình chị. Duy lại chặn họng cô. Tố Diệp lén lên nhìn lên Mấy Ngàn một cái, anh vừa hay cũng đang mỉm cười nhìn cô. Cố hắng giọng rồi nhìn về phía Duy nói rành mạch. Trong lòng tôi chỉ có Bách Ngàn, tôi cũng chỉ yêu anh ấy thôi. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp nói với người khác cô yêu anh, trong lòng chỉ có mình anh, trước mặt Nỉ Bách Ngàn. Nói xong câu ấy, tim cô bắt đầu đập điên cuồng, dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mảng nhĩ thì rung rắc như đánh trống. Sau đó, bắt đầu mặt nóng bừng, cô ngại ngước lên nhìn xem Nỉ Bách Ngàn có phản ứng gì, thậm chí là không dám. Nghe xong Duy nói, Duy tươi cười. Tôi nghĩ câu nói này có rất nhiều phụ nữ đã nói với anh Bách Ngàn rồi nhỉ. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là chỉ có chị nói câu này với anh ấy vui vẻ và quan tâm. Dứt lời, cô ta lại hỏi Nỉ Mễ Ngạn. Anh Mễ Ngạn thấy có phải vậy không? Câu nói của Duy làm đệm lót. Tố Diệp mới ngước nhìn về phía Nỉ Mễ Ngạn. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Tố Diệp. Cái nhìn hiền hòa, sáng rực như ánh trăng, có chút nhẹ nhàng, có chút êm dịu, khiến người ta muốn ngước lên lên nhắm nhìn rồi đắm say. Một lúc sau Nỉ Mễ Ngạn mới cười khẽ. Duy, bạn của cô tối rồi kìa. Anh không thừa nhận cũng không phủ định, chỉ kết thúc vấn đề một cách thông minh. Nhưng rất rõ ràng, từ ánh mắt anh nhìn Tố Diệp có thể nhận rõ đó là một sự thừa nhận. Duy quay đầu lên nhìn, rồi vẫy tay về phía cô gái đang được người phục vụ dẫn vào. Nhân lúc đợi bạn đi tới, Duy lại hỏi Nỉ Mễ Ngạn. Sản phẩm mới của Tinh Thạch có vấn đề có phải liên quan tới Kỳ Nông Nham không? Đây cũng là chuyện Tố Diệp muốn biết nhất. Nhưng Nỉ Mễ Ngạn chỉ hờ hững trả lời một câu. Cô nhớ nghề rồi, sản phẩm mới của Tinh Thạch chỉ xảy ra chút vấn đề ở khâu thiết kế, không kịp thời ra quảng bá mà thôi. Duy nhìn anh với vẻ bán tính bán nghi. Lúc này, người bạn Duy cũng đã tới. Sau khi nhìn thấy Nỉ Mễ Ngạn, cô ta chào hỏi một cách rất nhiệt tình. Hai anh Niên, thì ra anh cũng ở đây. Tố Diệp quay sang nhìn, đó là một cô gái rất hay nhìn, với mái tóc vàng nóng bỏng, gương mặt với những đường nét sâu sắc, nói tiếng Trung rất chuẩn xác, một cách hiếm khó. Khi nhìn các em mặt đã biết ngay là người luôn phụ hợp với dùng hàng giặt riêng, đến cả túi sách cũng là mẫu số lượng có hạn của một thương hiệu xa xỉ nào đó. Nỉ Mễ Ngạn rõ ràng lạ lẫm nhất với cô gái trước mặt, khẽ cười gật đầu coi như đáp lại. Duy thấy vậy bật cười, nhìn bạn đồng hành của mình. Thấy chưa, anh Mễ Ngạn, đâu có nhớ cậu. Cô gái kia trừng mắt với cô ta, sau đó tươi cười rạng rỡ với Nỉ Mễ Ngạn. Tôi là Elsa. Bố cô ấy là con. Duy đứng bên bổ sung. Nỉ Mễ Ngạn hiển nhiên là quen thuộc với bố cô gái đó hơn. Lúc này anh mới nhớ ra, nhưng cô ta nói thêm hai chữ Hân Hạnh. Cái tên con này Tố Diệp cũng từng nghe qua. Đó là môn trùm dầu mỏ đứng thứ nhất thứ nhì trên thế giới. Thì ra cô gái trước mặt chính là con gái của ông ta. Cô bất giác tặc lưỡi, so với mấy cô tiểu thư danh giá này cô chẳng đáng nhắc tới. Elsa nhìn Nỉ Mễ Ngạn có phần oán trách. Chúng ta gặp nhau một tuần trước ở trong bữa tiệc, lúc đó anh và bố tôi nói chuyện, chúng ta đã gặp gỡ. Nỉ Mễ Ngạn không có ấn tượng, anh nói. Xin lỗi. Duy đứng bên cười không khép miệng lại được, cô ta kéo tay Elsa. Được rồi đi thôi, đối với con gái, anh Bách Ngạn dở tệ, chắc chắn là không nhớ cậu đâu, nhưng mà với bị ngồi trước mặt đây thì cái gì cũng nhớ rõ. Lúc này Elsa mới nhìn về phía Tố Diệp. Cô ấy là vợ tôi, Tố Diệp. Nỉ Mễ Ngạn từ tốn giới thiệu, câu nói này bao gồm rất nhiều hàm ý, ý tứ cũng vô vàn, là ngưỡng mộ hay là xem thường. Tố Diệp chẳng thèm để tâm, cô bắt chước dáng vẻ ban nãy của Nỉ Mễ Ngạn cũng đáp lại thờ ơ. Hân Hạnh. Elsa cũng không nói thêm gì nữa, Duy định rời đi, trước khi đi còn nói nốt với Nỉ Mễ Ngạn. Nếu anh cần sự giúp đỡ, em nghĩ là em có khả năng giúp anh nhất. Cảm ơn cô đã quan tâm. Nỉ Mễ Ngạn từ chối lịch sự, Duy nghe ra ý của anh, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nhiều, dẫn Elsa đi chỗ khác.
Sau khi hai người họ cùng vào một căn phòng đặt chỗ từ trước, Elsa mới hỏi. Cậu lạ lắm nha, sao lại nghĩ tới chuyện giúp anh ta? Chẳng phải cậu luôn đứng về phía kỳ đúng nha hay sao? Duy nhướng mày đáp, cười. Vì tớ cảm thấy anh Bách Ngạn cũng rất có sức hấp dẫn. Không phải cậu định... Elsa kinh ngạc nhìn cô ta, Duy lườm. Lẽ nào tớ không bằng Tố Diệm? Elsa nhìn kỹ Duy rồi cười nói. Xét về ngoại hình, cậu không bằng cô ta. Này, cậu có biết ăn nói không thế hả? Nhưng xét về địa vị, cậu vượt xa cô ta. Elsa vòng eo eo một vòi. Có lúc, một người đàn ông thành công chỉ cần người phụ nữ bên cạnh mình xinh đẹp là đủ rồi. Duy không vui, Elsa mỉm cười. Nhưng một người đàn ông thành công cũng có lúc gặp khó khăn. Những lúc như vậy, họ cũng cần một người con gái có năng lực ở bên cạnh mình, phải không? Nói vậy cũng phải. Elsa nhìn cô ta. Cậu chuyển đối tượng ái mộ thật sao? Vậy cũng phải đợi anh ấy ly hôn trước mới được. Duy nói vô cùng tự nhiên, Elsa cười ha ha. Nếu Ni Mách Ngạn mà ly hôn, tớ nhất định sẽ tranh giành với cậu. Đừng có mà mơ, bố tớ trước đây vẫn luôn rất yêu quý anh ấy. Nếu có một ngày đó thật, tớ cũng sẽ được hưởng phúc lây. Mối bố cậu yêu quý anh ta thôi chắc. Lúc trước trong bữa tiệc, bố tớ đã giới thiệu anh ta cho tớ, mong là hai người có thể hẹn hò. Elsa cười khẩy. Chỉ có điều sau đó anh ta lấy cô Diệp Ngọc của nhà họ Diệp, là kết hôn giả. Nói tới đây, Elsa bỗng dừng phấn khích. Tôi bảo liền anh này, có kết hôn giả không? Duy ngập ngừng. Có thể sao? Elsa nhìn Duy. Cậu nói xem. Tớ cũng không biết, nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy rất yêu Tố Diệp. Duy có mày, Elsa khoát tay. Yêu ư, trong xã hội bây giờ, thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Nghe ý của cậu vừa rồi khi anh ta đang gặp khó khăn phải không? Đàn ông có thể vì thành công mà bất chấp thủ đoạn, nhất là kiểu đàn ông như Niên Bách Ngạn. Nếu đặt cả thành công và tình yêu trước mặt anh ta, tớ dám đảm bảo anh ta nhất định sẽ chọn thành công. Duy thở dài lắc đầu. Không rõ nữa, tớ cảm thấy Niên Bách Ngạn còn khó dò hơn cả Kỳ Đông Nham. Bên kia của nhà hàng, Tố Diệp cũng ăn được kha khá rồi. Cô buông đũa xuống, bê bát canh đã khá nguội bên cạnh lên, uống một ngụm, sau gió rồi nói. Minh Nga, anh nổi tiếng quá đấy. Niên Bách Ngạn uống một ngụm nước, nghe thấy vậy bèn nói. Anh thật sự không nhớ cô ta là ai. Nói rồi anh đặt đũa xuống, kéo tay cô lại. Diệp Diệp, em đừng hiểu lầm. Cô cười khẽ, đan tay vào tay anh. Em đâu có giận. Thật sao? Tố Diệp gật đầu, ngước mắt nhìn anh. Em biết, người anh yêu là em. Niên Bách Ngạn bèn nở nụ cười dịu dàng. Anh nắm tay cô chặt hơn. Tố Diệp khẽ nói. Nhân viên phục vụ đang nhìn kìa. Qua đây ngồi. Anh mặc kệ, vẫn cứ siết chặt. Tố Diệp đảo mắt một vòng. Cũng may, không mấy ai chú ý tới bên này. Cô bèn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh. Em vừa rồi nói gì với Duy? Nói lại cho anh nghe lần nữa. Niên Bách Ngạn giơ một tay ra, vòng qua người cô thấp giọng cười. Tố Diệp nhớ ra, lập tức đỏ bừng mặt. Nói gì cơ? Em quên rồi. Cô cầm đũa lên, giả vờ ăn. Mình à, em dùng đũa của anh kìa. Niên Bách Ngạn cố nhịn cười, làm cho Tố Diệp đỏ dần mặt đến tận cổ. Cô nắm chặt đôi đũa, trừng mắt lườm anh, cố ý giận dỗi. Em không được dùng đũa của anh à? Được chứ. Niên Bách Ngạn cười. Thế thì còn nhiều lời làm gì? Tố Diệp nhăn mũi, giơ tay chọc lên ngực anh. Đừng có tưởng em là con ngốc nhá. Trong buổi tiệc đó, cái ông chùm dầu mỏ gì gì đó chẳng phải định giới thiệu tiểu thư yêu tinh vừa rồi cho anh hay sao? Niên Bách Ngạn đoán ngay cô định tính sổ nợ cũ lên đầu, cũng không có giấu giếm, khóe mũi anh càng cong lên. Ông ta có ý muốn cho anh và con gái ông ta hẹn hò. Tố Diệp cố tình bơ anh đi, cắm cúi ăn. Niên Bách Ngạn giơ tay xoay mặt cô lại. Nhưng anh thật sự không để tâm, nếu không sao đến cả cô ta là ai anh cũng không nhớ chứ. Cũng xinh đẹp lắm mà, sao anh lại không nhớ được? Tố Diệp lườm anh. Niên Bách Ngạn ôm chặt cái eo cô. Đẹp à? Anh không nhìn kỹ. Và vì thì cứ và vì nữa đi. Tố Diệp kéo tay anh. Anh cáo già như vậy, nhất định đang diễn kịch ở trước mặt em. Anh thề. Niên Bách Ngạn cười. Tố Diệp nhịn cười nói. Anh may mắn đấy, em vẫn còn tin lời thề của anh. Thế em nói mấy lời ngọt ngào cho anh nghe đi. Niên Bách Ngạn quẳng vấn đề cho cô. Lời ngọt ngào gì? Tố Diệp vờ như không hiểu. Niên Bách Ngạn nhướng mày. Nếu không nói là tối nay đại hình chờ lệnh đấy. Tố Diệp cũng không tỏ ra yếu thế. Cô nhìn từ ánh mắt anh xuống cái bụng nhỏ, cười xấu xa. Của anh ấy cũng là đại hình lắm mà. Bị cô nhìn như vậy, Niên Bách Ngạn bỗng chốc cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đang rục dịch. Ít đầu anh trượt lên xuống. Anh khẽ mắng. Yêu tình đáng chết. Tố Diệp không nhìn được, bật cười, gây sự chú ý tới những người phục vụ.
cô vội vàng im mặt, giờ vừa tiếp tục ăn cơm. Nói mau. Niềm Mễ Ngạn không chịu buông tha, anh đặt tay lên sau eo cô, véo mạnh một cái. Nhiệt độ của lòng bàn tay chuyển qua lớp vải, nhanh chóng len lỏi vào từng mạch máu. Cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cô đẩy ra, đỏ mặt nói. Được rồi, em nói là được chứ gì. Niềm Mễ Ngạn làm điệu bộ rửa tay lắng nghe. Tố Diệp đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai anh nũng nịu nói một câu. Ông xã, em yêu anh. Lời nói vừa dứt, khóe miệng Niềm Mễ Ngạn đã cong lên, cô nghiêng đầu nhìn anh. Từ góc độ này vừa hay có thể bắt gặp ý cười nơi thóe mắt của anh, cũng như từng gợn sóng lan tỏa từng vòng khiến người ta ngẩn ngơ. Chẳng mấy chốc đôi mắt ngậm cười ấy nhìn thẳng vào cô, anh ngắm cô rồi bất chợt cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn. Tố Diệp cảm thấy bờ môi anh thân mềm, cảm giác ngứa ngáy bị mấy sợi râu nơi cằm anh truyền thẳng vào tim, hạnh phúc cứ thế trỗi dậy. Cô cảm thấy, cho dù chỉ có được người đàn ông này một ngày, anh chỉ thật lòng đối với cô một ngày cũng đáng lắm rồi. Nhưng những điều tốt đẹp của anh khiến phụ nữ dễ nghiện, mà cô đã nghiện mất rồi. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lòng anh, thủ thỉ. Anh Ngạn, em thật sự rất yêu anh. Cô có cứ cảm thấy niềm hạnh phúc này sắp tan biến, tình yêu rốt cuộc có hương vị như thế nào nhỉ? Cô chưa từng cảm nhận nó một cách sâu sắc từ những người đàn ông khác, chỉ có anh, Niềm Mễ Ngạn. Mỗi lần anh cho cô một niềm hạnh phúc tột cùng, cô lại ngầm cảm thấy một sự bất an. Đó là vì lo được lo mất hay sao? Có lẽ vậy, Tố Diệp an ủi bản thân như thế. Khi khát khao hạnh phúc quá lâu, khi có được, người ta lại sợ đánh mất. Vì đối phương là Niềm Mễ Ngạn, nên tình yêu của cô mới càng thêm so đo, chi ly. Nghe cô nói, Niềm Mễ Ngạn thu tay lại, ghi chặt lấy cô như một câu trả lời. Rất lâu sau Tố Diệp ngưng lên, cười với anh. Anh Niên, từ khi nào anh dám hôn em giữa chốn đông người thế à? Gạt bỏ những bất an ở trong lòng, có lẽ một câu nói là đúng đắn, bất luận tương lai là đoàn tụ hay là chia ly, trân trọng hiện tại mới là thật. Cô hỏi câu ấy, sau đó hai người không hẹn mà cùng nhớ lại những tháng ngày ở Nam Phi. Đó là khi họ theo dõi ở khắp nơi góc phố, cô líu lấy cổ áo của anh, hỏi một câu tương tự. Niềm Mễ Ngạn bật cười thoải mái, cô cũng mỉm cười ngọt ngào. Tất cả những đóa hoa rành rành nở rộ trong không gian. Hai người ăn cơm xong, Niềm Mễ Ngạn lái xe đi thẳng về phía trước. Trên xe treo một lá bùa bình an nhỏ xíu, đó là lá bùa Tố Diệp xin cho anh và một lần tới chùa, sau đó nàng nặc đòi treo lên xe của anh. Tuy rằng Niềm Mễ Ngạn không tin mấy chuyện này, nhưng cũng để mặc cho cô làm vậy. Đối với những tình cảm kiểu thiếu nữ này của Tố Diệp, Niềm Mễ Ngạn vẫn rất trân trọng. Khi sắp tới cửa từ Tứ Hợp Viện, Niềm Mễ Ngạn dừng xe lại trên một con đường rất chật hẹp, bóng hòe rậm rạp. Khi gió đêm thổi qua, nhiệt độ trên con đường này thấp hơn rất nhiều so với những nơi khác. Có những chiếc lá đác đác rụng xuống mui xe, xa xa là ánh đèn nhập nhòe, trong xe là ánh sáng rất tối nhưng rất ấm áp. Tố Diệp không hiểu vì sao mà anh lại dừng xe, cúi cái đầu nghi hoặc nhìn anh. Niềm Mễ Ngạn không tắt máy để giữ cho điều hòa luôn mở. Điều hòa mở lớn khiến da cũng mát lạnh. Anh tháo dây an toàn, nhìn về phía cô, cuối cùng nói: Diệp, em có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Một câu nói bất ngờ khiến Tố Diệp trở tay không kịp. Cô bàng hoàng, tự lẩm bẩm ở trong lòng: tâm sự của mình rõ ràng đến thế sao? Cô đằng hắng: anh nói gì vậy? Niềm Mễ Ngạn mỉm cười, giơ tay véo má cô: tối nay ngoan ngoãn như vậy, lại nói mấy lời anh thích nghe, không giống tác phong của em, không có công không hưởng lộc, không phải là trộm cũng là cướp. Anh nói hay thế hả? Tố Diệp bất mãn giơ tay đánh anh, nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại. Anh áp người xuống theo đà: anh quá hiểu em rồi, bé con. Em bé khi nào? Tố Diệp cố ý trêu thức anh, ánh mắt Niềm Mễ Ngạn từ cổ trượt xuống. Tố Diệp vênh mặt lên nhìn anh, ánh mắt anh liếc qua phong cảnh trước mặt cô rồi tiếp tục đi xuống. Anh cong môi, cố tình hỏi: em nói xem. Ánh mắt anh có chút gấu xa, hoàn toàn không giống với vẻ đạo mạo tử tế khi ở những nơi công cộng. Tố Diệp lập tức hiểu ra, đỏ mặt, bất giác buộc miệng: không phải là em bé, mà tay anh quá lớn. Nói xong cô ấy, cô mới ý thức được mình lại càng thêm mất mặt, trên má như treo cả dáng mây hồng. Còn càng làm cảm thấy có xấu hổ, bên giữa tay tháo dây an toàn: đáng ghét. Tay cô bị Niềm Mễ Ngạn giữ lại, anh ngồi vào vị trí của mình, nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ. Tố Diệp cũng không định bỏ đi thật, nếu như bị anh nhìn thấu rồi, vậy thì chưa bằng không biết gì thì hỏi. Cô hắng giọng lên nhìn anh: tại sao em đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với Kỳ Đông Nam? Nói xong cô lại vội vàng giải thích: đó là lúc em vừa về nhà, cô không nghĩ anh lại về sớm thế, em không cố ý nghe trộm đâu. Anh nhìn thấy cái dáng chuột lẹ của em rồi, như chuột vậy. Niềm Mễ Ngạn không trách cô. Tố Diệp lè lưỡi, hóa ra anh nhìn thấy cả rồi. Hôm nay em được xem buổi ra mắt sản phẩm mới của Kỳ Thị, sau đó cũng chẳng biết có chuyện gì, trong lòng em cảm thấy rất lo lắng.
Tố Diệp liếm môi, giọng nó có hơi khô khốc. Lúc ở nhà hàng, câu hỏi mà Duy hỏi anh cũng chính xác là thắc mắc của em, anh lại trả lời cô ta là nghĩ nhiều rồi. Cô rất muốn tin vào câu trả lời của Niêm Ích Ngàn, như vậy có thể chứng minh cô nghĩ nhiều mà thôi. Niêm Ích Ngàn suy nghĩ rồi nhìn thẳng về phía trước, khẽ đáp. Thực tế là sản phẩm mới đích thực có vấn đề. Thế thế có vấn đề, như anh nói với Duy ư? Cô hỏi, Niêm Ích Ngàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Không muốn em tham gia đại hội cổ đông là vì tinh thạch có quá nhiều chuyện, em bất đau đầu được chuyện nào hay chuyện đấy, nhưng với tư cách là cổ đông, em đúng là có quyền được biết sự thật. Tú Diệp nín thở. Thật ra thiết kế sản phẩm mùa thu đông của tinh thạch đã bị ăn cắp, thế nên một loạt các sản phẩm của tinh thạch ấp ủ đều không thể công bố. Niêm Ích Ngàn nói rành mạch từng chữ, cổ họng Tú Diệp thắt lại, trái tim cũng bất chợt đập thịch một cái. Thế nào, những sản phẩm đó của Kỳ Đông Nham? Cô nhanh nhạy hỏi. Niêm Ích Ngàn chậm rãi gật đầu. Sao có thể như vậy được? Tố Diệp hiểu ra, gương mặt lập tức biến sắc, ngữ khí của Niêm Ích Ngạn trở nên lạnh hơn. Sản phẩm Kỳ Đông Nham công bố giống tinh thạch y như đúc, mỗi một kiểu dáng đều là của tinh thạch thiết kế. Anh ta quá đáng lắm rồi. Tố Diệp quả thực không thể tin nổi, tuy rằng lúc trước cô vẫn thầm nghi hoặc, nhưng đây là chuyện có dính líu tới tội phạm thương mại, dù thế nào cô cũng không thể ngờ Kỳ Đông Nham lại làm như vậy. Các sản phẩm vốn dĩ thuộc về tinh thạch đã bị Kỳ Đông Nham công khai trước, một loạt các sản phẩm đó giờ chỉ còn là phế phẩm. Niêm Ích Ngàn một tay nắm lấy vô lăng, ánh mắt u tối. Chuyện này đối với tinh thạch là một tổn thất rất nghiêm trọng. Tú Diệp nghĩ cũng hiểu. Giống y như lúc sao? Cô xác nhận lại lần nữa. Niêm Ích Ngàn gật đầu. Y hệt. Tú Diệp nghe mà tiếng trái tim mình đập vào vách tường, vỡ vụn từng mảnh từng mảnh. Cô hiểu cái gọi là phế phẩm mà Niêm Ích Ngàn nói. Tuy rằng cô chưa được nhìn thấy thiết kế, nhưng biết rõ anh đã bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức cho bộ sản phẩm mới lần này. Thế nhưng lại bị Kỳ Đồng Nham nhanh chân giành trước. Điều này có nghĩa là cho dù tinh thạch có tiếp tục ra mắt thì chúng cũng sẽ bị người ta cắn lại. Lại có công ty thiết kế hoàn toàn giống nhau, cũng đồng nghĩa là ai công bố trước là người có nắm được thời cơ. Còn kẻ đến sau cũng chính là tinh thạch, mãi mãi không thể ra mắt mọi người những món đồ giống y hệt kia. Cả một bộ sản phẩm đã thành đồ vứt đi, tổn thất không chỉ về mặt tiền bạc, lợi nhuận mà còn cả danh tiếng của công ty. Thật sự đúng như Niêm Ích Ngàn, quá nghiêm trọng. Thiết kế trước này vẫn đương được bảo mật, làm sao Kỳ Đông Nham có được? Tố Diệp cảnh giác, Niêm Ích Ngàn nhíu mày. Trên đời này có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, Kỳ Đồng Nham muốn đối phó với anh, cách gì chẳng dùng được, anh nên đoán trước ra mới phải. Anh nghi ngờ có lội gián. Hơn nữa, người này đã qua lại với Kỳ Đồng Nham một thời gian dài rồi. Niêm Ích Ngàn tiếp lời. Sản phẩm mới của tinh thạch không phải cứ lấy được bản thiết kế là sẽ thành công, yếu tố thiên thùa năm nay thêm vào, cần phải có thời gian kết hợp, cho dù cậu ta lấy được thiết kế, muốn dành thời gian làm tất cả các sản phẩm cũng không có khả năng. Thế nên, cách duy nhất giải thích là có người mật báo tin tức cho Kỳ Đồng Nham, cậu ta đã có thiết kế, khái quát của tinh thạch từ lâu, thế nên đã có chuẩn bị từ trước. Viên kim cương chính cậu ta cũng là lựa chọn loại kim cương khá tương đồng với tinh thạch, về cả cara và cấp bậc. Tại anh sơ xuất, lúc đó, cậu ta công khai viên kim cương chính, đáng lẽ anh lên cảnh giác ngay, thì ra cậu ta đã có sự chuẩn bị từ ngay lúc đó. Ai mà nghĩ được chuyện này cơ chứ? Tố Diệp nghe mà tim đập chân rung, cô nắm chặt tay. Không tìm ra được kẻ nội gián sao? Ánh mắt anh sắc bén. Nội gián thì nhất định phải điều tra, nhưng có thể dễ dàng lấy được thiết kế chắc chắn không phải là một người đơn giản. Bây giờ quan trọng không phải là hỏi tội kẻ lối gián, mà phải giải quyết khó khăn trước mắt. Tố Diệp cảm thấy con tim tê tái hẳn. Mấy chuyện lừa gạt lẫn nhau trên thương trường nhiều vô số, cô quả thực đã gặp không ít, nhưng bây giờ chồng cô lại phải đối mặt với tình cảnh này, đối thủ lại còn là Kỳ Đông Nham. Điều ấy khiến cô nhất thời khó chấp nhận. Kỳ Đông Nham tuy rằng cô rất căm hận vì hành vi hôm đó của anh ta, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng. Cô cảm thấy bản chất anh ta không xấu, nhưng bây giờ sao anh ta có thể làm ra mấy chuyện này cơ chứ? Chẳng nhẽ từ trước tới giờ cô luôn nhìn lầm người. Lâu sau cô mới hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ cũng đủ biết, đám cổ đông giờ này chắc chắn vô cùng nghi ngờ Niêm Ích Ngàn. Nói gì thì nói, thiết kế cũng bị mất ở trong tay anh, bắt đầu chính là anh là người chủ trương không công khai thiết kế. Một khi xảy ra chuyện, anh càng trở thành kẻ đáng nghi ngờ nhất. Niêm Ích Ngàn im lặng, rơi vào trong suy nghĩ miên man. Tố Diệp hoàn toàn không có đầu mối, cô không thấy thông thạo ngành nghề này, cũng không thể đưa ra ý kiến gì hay. Cô khẽ hỏi, nếu chúng ta có thể tìm ra kẻ lội gián, có phải vấn đề sẽ nhẹ nhàng hơn một chút không? Quyển 13, chương 544, là hợp tác hay là tan vỡ? Vấn đề giảm bớt những tổn thất là không thể tránh khỏi. Niêm Ích Ngàn trầm trọng. Kỳ Đông Nham cũng có thể cắn ngược trở lại, nói anh tìm một con cừu non để nhận tội, hãm hại cô ta. Có lẽ cô ta đang đợi chúng ta làm vậy, dù sao thì bây giờ cô ta vẫn là người chiến thắng.
Tố Diệp hiểu đạo lý này. Anh có chắc chắn là mình làm được không? Cô hỏi một câu. Ở Nam Phi, gặp bao nhiêu khó khăn như thế, anh cũng đã vượt qua. Hơn nữa cũng đã từng nghe Hứa Đồng kể về quá khứ của Niêm Ích Ngạn. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió nhỏ. Anh có thể ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc của Tinh Thạch, có thể gây dựng trở thành một vương quốc đá quý không phải là chuyện nói dỡn vài câu là xong. Tố Diệp luôn cảm thấy trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Nhưng nghe xong cô ấy, Niêm Ích Ngạn cũng giơ tay lên vuốt nhẹ nhàng mi của cô, ngữ điệu nặng nề. Diệp Diệp, anh cũng có lúc lực bất tòng tâm, cũng có lúc không dám chắc chắn, em có tin không? Cô có tin không? Thật ra cô tin là như vậy. Anh là người luôn vạch rõ đường đi nước bước, thông minh, giỏi giang, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, không có ba đầu sáu tay, không có năng lực đặc biệt, thần thông quảng đại. Cô tin anh cũng có lúc bất lực, cũng có khi mịt mờ. Nhưng khi cô không muốn trả lời rằng mình tin, vì những lúc này nếu thật ngay cô cũng thỏa hiệp, thì tinh thần của Niêm Hinh Ngạn biết mấy nơi nào là mình tựa đây. Cô kéo tay anh lại, đan 10 đầu ngón tay vào nhau rồi nắm chặt nói. Em tin là bất luận giải gặp khó khăn gì, cũng sẽ có một ngày trời quang mây tạnh. Anh đừng cảm thấy mệt mỏi, vì anh còn có em, còn có gia đình của chúng ta mà. Đây là những lời ấm áp nhất mà Niêm Hinh Ngạn từng nghe. Anh sát lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, dịu dàng lăn qua lăn lại, chất chứa cả đau khổ. Tú Diệp vòng tay lên cổ anh, chủ động hôn lại anh. Rất lâu sau anh mới buông cô ra, khẽ nói một lời cảm ơn. Tú Diệp nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ. Tiếp theo đây, Tinh Thành sẽ thế nào? Niêm Minh Ngàn suy nghĩ gì đó rồi buông hai chữ. Rất tệ. Một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu phong ba mà vẫn phải nói ra hai từ ấy, chứng tỏ Tinh Thạch thật sự gặp phải đối mặt với một tai họa. Nhưng đám cổ đông kia định dương mắt nhìn Tinh Thạch gặp nguy sao? Nếu đã bắt đầu tệ hại rồi thì chúng ta ngừng lại, không còn gì phải sợ nữa, không phải sao? Tú Diệp nói. Khi chưa còn biết rõ sự tình, tâm lý của Tú Diệp rất bất an, nhưng bây giờ cô lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Có lẽ sau khi biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như vậy còn tốt hơn bị kẻ khác hãm hại một cách mơ mơ hồ hồ. Ít nhất thì sau khi một chuyện xảy ra rành rành trước mắt, người ta cũng có thể tìm kiếm một đối sách rõ ràng nhất. Niêm Ích Ngạn nhìn cô. Lẽ nào anh không nghi ngờ anh chút nào sao? Tố Diệp lắc đầu, tháo dây an toàn, rồi chủ động níu lấy cổ anh và nói. Anh yêu, tình yêu của em mù quáng lắm. Có lúc mù quáng một chút cũng tốt. Nói rồi anh cúi đầu, cắn lên môi cô. Tố Diệp cũng bạo gian hẳn, khẽ nói. Em sẽ kề vai sát cánh cùng anh. Dứt lời, cô chủ động chặn môi anh lại, Niêm Ích Ngạn ôm chặt lấy cô, hóa bị động thành chủ động. Ngày hôm sau khi trời đổ mưa, âm u nặng nề, nhưng kỳ thị không biết bị thời tiết ảnh hưởng, vẫn bận rộn như bình thường. Sau khi quản lý bộ phận thị trường tới báo cáo với Kỳ Đông Nham sự tính tình hình cho sản phẩm mới, thì di động của Kỳ Đông Nham đổ chuông. Niêm Ích Ngạn thông báo buổi ra mắt sản phẩm mới sẽ bị hủy. Chuyện này là thế nào? Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ nghiêm nghị. Kỳ Đông Nham xoay ghế, nhìn thẳng vào dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ, thản nhiên trả lời. Bố, bố đã nghỉ hưu rồi, sao vẫn còn quan tâm tới Niêm Ích Ngạn vậy? Con mới là con trai của bố, anh ta không phải. Nhưng thực tế là cậu con trai quý tử của bố làm những việc khiến bố phải ngỡ ngàng. Kỳ Đông Nham giơ tay day day thái trương. Nếu như hôm nay đổi lại người thiệt hại là con, liệu bố có sốt sắng như thế này hay không? Con đừng quên, hai gia đình Niên Thị là bè bạn. Nhưng Niêm Ích Ngạn khi nào đã coi con là bạn bè chưa? Kỳ Đông Nham cuộn chặt tay lại. Con đã hết lần này tới lần khác chết hụt trong tay anh ta. Cậu ấy cùng lắm chỉ khấn con bị mất tiền thôi, còn con thì sao? Hành động lần này của con sẽ hủy hoại cả con người cậu ấy. Đầu kia có vẻ không vui. Bố à, bố cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi, đừng lo lắng tới chuyện này nữa. Kỳ Đông Nham không muốn tiếp tục vấn đề này, giọng nói kia trở nên chân thành. Con trai à, bố biết con muốn gì, nhưng cậu ấy là Niêm Ích Ngạn, con không thể ép người quá đáng được. Con chỉ muốn dùng một cách để giải hòa giang hệ giữa con và anh ta thôi. Kỳ Đông Nham nhíu mày, không còn cách nào khác, đầu kia thở dài. Bây giờ kỳ thị do con quản lý, bố quả thực cũng không có quyền can dự vào quá nhiều chuyện của con. Nhưng Đông Nham à, con hãy nhớ cho kỹ, làm người phải khoan dung độ lượng, giữ lại đường lui cho mình, đừng có tùy tiện quá, nếu không người hối hận là con đấy. Kỳ Đông Nham bình tĩnh khẽ đáp. Con biết chừng mực. Bên đó không biết khuyên nổi anh, chỉ có thể biết thở dài ngao ngán. Cuộc điện thoại kết thúc, Kỳ Đông Nham nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên rất tối, hệt như vầng mây phía chân trời. Có người gõ cửa, anh quay ghế lại, khẽ nói. Vào đi. Là Đinh Thư Thừa, Kỳ Đông Nham thấy anh ta bèn cười. Ngồi đi. Sắc mặt Đinh Thư Thừa có chút khó coi, anh ta ngồi xuống, cách anh một chiếc bàn làm việc. Hôm nay không phải là ngày anh tới công ty, sao, anh định đến chúc mừng tôi à? Kỳ Đông Nham mỉm cười hỏi, sau đó lấy ra hai điếu thuốc lá,
đưa một điếu cho Đinh Thư Thừa. Đinh Thư Thừa không nhận, Kỳ Đông Nham đem trơn thẳng điếu của mình lên, rít một hơi rồi nhả khói. Chẳng mấy chốc khói thuốc nồng nặc bay khắp nơi. Đinh Thư Thừa hỏi: "Vừa ra mắt sản phẩm mới của Tinh Thạch là thế nào?" "Anh đọc báo mới biết nó đã bị hủy." Nghe được tin ấy, việc Đinh Thư Thừa nghĩ tới đầu lên là sản phẩm mới của Kỳ Thị. Anh ta không phải là kẻ ngốc, Niềm Ánh Ngạn làm việc có chu toàn, tuyệt đối không vô duyên vô cớ hủy bỏ buổi ra mắt. "Đó là chuyện của Niềm Ánh Ngạn, làm sao tôi biết được?" Kỳ Đông Nham nửa đùa nửa thật. Đinh Thư Thừa đứng dậy, trừng mắt nhìn Kỳ Đông Nham. "Sản phẩm mới của Kỳ Thị có phải là của Tinh Thạch hay không?" Kỳ Đông Nham bình tĩnh thản nhìn anh ta rồi đáp: "Anh đoán ra rồi còn tới hỏi tôi làm gì?" Nghe xong, Đinh Tư Thừa sửng sốt, nhìn Kỳ Đông Nham với vẻ khó tin, như nhìn một người xa lạ. Rất lâu sau anh ta nghiến răng thấp giọng nói: "Kỳ Đông Nham, cậu làm vậy sẽ kéo tôi xuống trước, cậu có biết hay không? Vậy có nghĩa là gì? Là tạm phạm tội thương mại." "Bằng chứng đâu?" Kỳ Đông Nham buông một câu nhẹ bẫng. Đinh Tư Thừa á khẩu, một lúc lâu sau mới nhèo mắt: "Cậu mua chuộc người nào của Tinh Thạch?" "Người muốn đối phó với Niềm Ánh Ngạn nhiều như vậy, có cần tôi mua chuộc hay không?" Kỳ Đông Nham hỏi ngược lại. "Nhưng ban đầu chúng ta đã nói rõ, cái tôi cần là Diệp Uyên mất chức, chứ không phải Niềm Ánh Ngạn." Đinh Tư Thừa nhíu mày: "Tôi và cậu là người cùng hộ cùng thuyền, cậu muốn làm gì ít nhất phải nói với tôi biết một câu chứ. Bây giờ cậu làm vậy, không có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là muốn loại Niềm Ánh Ngạn ra. Thế còn Diệp Uyên thì sao? Hắn sẽ càng ngồi vững vàng cái ghế chủ tịch." Kỳ Đông Nham cười, làn khói như mơ hồ che đi gương mặt của và đôi mắt của anh. "Tư Thừa, tôi cảm thấy ngay từ đầu chúng ta đã đi tới thống nhất rồi. Muốn khiến Diệp Uyên toi đời trước hết phải khiến Niềm Ánh Ngạn toi đời. Trình tự này không phải anh cũng không biết." Đinh Tư Thừa siết chặt tay. "Vậy tiếp theo đây cậu có kế hoạch gì?" "Tôi có kế hoạch gì ư?" Kỳ Đông Nham đặt một điếu thuốc sang một bên. "Vậy thì phải xem Niềm Ánh Ngạn có thể tìm đường sống sót hay không thôi." "Thế là ý gì?" Kỳ Đông Nham nhìn anh ta. "Bây giờ Tinh Thành nhất định như một mớ bong bong, tôi muốn xem Niềm Ánh Ngạn sẽ dùng bàn tay của mình tạo nên điều kỳ diệu như thế nào." "Kẻ nối gián đó..." Kỳ Đông Nham giơ tay gắt lời anh ta lại. "Người này tuyệt đối không vì tiền mà đứng về phía Niềm Ánh Ngạn đâu, thế nên anh cứ yên tâm, anh sẽ không bị tôi kéo xuống nước đâu." Đinh Tư Thừa nhìn anh rất lâu mới hỏi: "Cậu có bao nhiêu kế hoạch nữa giấu tôi?" Kỳ Đông Nham bật cười. "Đinh Tư Thừa, ngay từ đầu chúng ta đâu có yêu cầu đôi bên phải song phẳng, thẳng thắn." Đinh Tư Thừa nghiến răng ken kẹt. "Kỳ Đông Nham, tốt nhất là cậu nhớ kỹ cho tôi, mục tiêu của tôi chỉ có Diệp Yên thôi, còn những người khác không liên quan tới tôi." Kỳ Đông Nham cười hứng hờ. "Làm việc không thể quá nôn nóng, chuyện này sẽ giống như hiệu ứng domino. Tôi đã nói với anh rồi, Niềm Ánh Ngạn còn không thì Diệp Uyên cũng không còn, Diệp Uyên không còn thì Tinh Thạch sẽ sụp đổ." Cơn mưa rả rích cả ngày trời, tới buổi tối trời vẫn còn có dấu hiệu tạnh ráo, vậy mà ngược lại mưa càng to hơn. Tinh Thạch sau khi trải qua một ngày láo loạn, khoảng hơn 10 giờ tối, Niềm Ánh Ngạn đã tập hợp đầy đủ người nhà họ Diệp, ngoại trừ Diệp Hà Thành vì Diệp Lan đã lên cơn nghiện mà phải ở nhà túc trực. Thì Nguyễn Tuyết Mạn, Diệp Uyên, Diệp Ngọc, Lâm Yêu Yêu, Nguyễn Tuyết Cẩm và Tố Diệp đều có mặt. "Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi vì sự cố bản thiết kế bị đánh cắp lần này, cũng chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm." Sau khi trình bày lại toàn bộ sự tình cho những người ngồi đó nghe, đầu tiên Niềm Ánh Ngạn tỏ rõ thái độ rồi nói: "Hiện giờ hội đồng quản trị bắt đầu chính thức can dự vào công việc quản lý của tôi, kế hoạch tạm dừng sản phẩm mới của mà họ đưa ra rõ ràng là khiến Tinh Thạch chịu một tổn thất nặng nề hơn nữa. Cả ngày hôm nay, bộ phận khách hàng đã nhận hơn 1.000 cuộc điện thoại khiếu nại, rất nhiều trong số đó với tư cách là khách hàng lâu năm. Nếu hội đồng quản trị còn tiếp tục can dự như vậy, vậy thì gánh nặng của Tinh Thạch sẽ càng nặng thêm. Nói một cách khác, họ chỉ muốn bảo vệ túi tiền hiện giờ của mình mà không muốn san sẻ trách nhiệm. Đương nhiên, tâm trạng của họ tôi có thể thông cảm, tuy nhiên không thể bảo toàn được tất cả mọi chuyện. Họ hoàn toàn không thông thạo việc kinh doanh trên thương trường, nhất là quy luật thị trường hiện nay." Nguyễn Tuyết Mạn tuy không hiểu mấy chuyện kinh doanh, nhưng khi nghe được bản thiết kế sản phẩm mới của Tinh Thạch đã bị đánh cắp, vô cùng chấn động. Dẫu sao bà ta còn nhiều điều bất mãn với Niềm Ánh Ngạn, nhưng vẫn còn chọn cách lặng thinh. Nguyễn Tuyết Cẩm có vẻ không mấy chú tâm, sắc mặt bà ta không tốt cho lắm, xem ra bà ta đang phân tâm vì chuyện của Diệp Lan, không còn hơi sức quan tâm tới chuyện sản phẩm mới của Tinh Thạch nữa. Nét mặt của Diệp Ngọc lạnh như băng, vô cùng hờ hững. Lâm Yêu thì thấy những người khác không lên tiếng, cũng không tiện nói gì, cúi cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình. Còn Diệp Uyên sau một lúc trầm mặc thì hỏi: "Ánh Ngạn, cậu có cách gì?" Anh ấy không biết làm sao để quản lý Tinh Thạch, cả đời này chuyện duy nhất có thể khiến anh ấy tự hào là nắm vững máy bay trong lòng bàn tay và cưới được người con gái mình yêu làm vợ. Về cơ bản mà nói, Diệp Uyên càng mong muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường hơn, chứ không phải là gắn mác con trai trưởng nhỏ Diệp mà là chủ tịch của Tinh Thạch.
nhưng tinh thạch xét cho cùng vẫn là của nhà họ Diệp, anh ấy cũng không thể cứ thế mà nhìn nó bị diệt vong. Cách làm của tôi rất đơn giản. Một là vị nắm giữ cổ phần nhà họ Diệp ngồi đây có thể chuyển nhượng lại từ 1-2% cho tôi. Đương nhiên, tôi sẽ mua lại với giá gấp cao 10 lần giá thị trường, sẽ không để cho mọi người thiệt thòi. Nỉ Mấy Ngạn nói rõ từng chữ. Gì cơ? Không được. Nguyễn Tuyết Mạn không nhìn được nữa, cao giọng nói. Đây chẳng phải là cậu thu mua giá trá hình sao? Diệp Ngọc cũng nhìn Nỉ Mấy Ngạn bằng ánh mắt cảnh giác. Nguyễn Tức Cẩm nghe xong câu ấy cũng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Diệp Yên không nói gì, chỉ im lặng. Tôi bắt buộc phải đảm bảo cổ phần nhỏ Diệp trong tay tôi cao hơn các cổ đông lão thành khác, như vậy mới có thể nắm giữ toàn bộ hội đồng quản trị, can dự vào quyết định của bọn họ. Nỉ Mấy Ngạn thành thật nói. Bởi vì bây giờ, cho dù Diệp Uyên có cho tôi toàn quyền quản lý công ty, thì họ vẫn tiếp tục phủ quyết. Việc tôi muốn làm rất đơn giản, đó là phải khiến họ im lặng. Diệp Ngọc ngạnh lùng hừ một tiếng. Nỉ Mấy Ngàn, anh suy nghĩ quá ngây thơ, hay thật sự coi người nhà họ Diệp chúng tôi là kẻ ngốc vậy? Ân oán của anh với nhà họ Diệp bây giờ, còn ai mà không biết? Anh tính toán trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, chẳng phải là vì muốn nốt gọn tinh thần hay sao? Chuyện bản thiết kế bị đánh cắp, do anh vừa cướp của vừa la làng phải không? Nếu không một bản vẽ làm bảo mật cao như vậy, làm sao có thể bị người khác nhìn thấy? Bây giờ anh bắt tất cả mọi người nhà họ Diệp nhượng cổ phần, chẳng phải là đã răng rắn lưới, chờ chúng tôi chui đầu vào sao? Kế hoạch của anh đúng là chặt chẽ, không có một chút sơ hở nào. Diệp Ngọc, chị nói chuyện đừng có quá đáng. Tố Diệp không nhẫn nhìn được, cô đương nhiên là phải giúp Nỉ Mấy Ngạn rồi. Diệp Ngọc thấy Tố Diệp lên tiếng, càng thêm tức giận. Tố Diệp, cô là người đứng về phía nào hả? Cô đừng có đứng sai đội đấy. Cho dù cô không có không muốn thừa nhận, thì trong người cô vẫn chảy dòng máu của nhà họ Diệp, chứ không phải dòng máu của nhà họ Niên đâu. Đúng là cô là vợ của Nỉ Mấy Ngạn, nhưng trên chiến trường còn không nói tới tình nghĩa cha con, huống hồ là thương trường. Cô tưởng anh ta yêu cô mới lấy cô thật sao? Ngay từ đầu tiên anh ta bước chân vào Tinh Thạch, anh ta đã bắt đầu kế hoạch báo thù của mình rồi. Anh ta lấy cô vì lý do rất đơn giản, vì đã tính chuẩn rằng cô sẽ giúp đỡ anh ta những lúc quan trọng. Ví dụ như bây giờ, nếu tất cả chúng tôi đều không đồng ý với cách làm của anh ta, vậy thì Tố Diệp, cô sẽ ngu ngốc mà nếch cổ phần của mình chuyển cho anh ta. Tôi đoán không sai chứ? Những lời nói của Diệp Ngọc quả thực rất có lý, có căn cứ, có lý lẽ. Nếu là một người bình thường thì tán đồng với cô ta từ lâu mà chẳng nghi ngờ âm mưu toàn tính của Nỉ Mấy Ngàn. Những người nghe những câu nói đấy là ai? Đối với Tố Diệp, người trải qua không biết bao nhiêu chuyện của Nỉ Mấy Ngàn, lại cũng thêm tính khí hương bướng, một khi tin ai sẽ tin tới cuối cùng. Thế nên mấy lời của Diệp Ngọc đối với cô chẳng có chút tác dụng nào. Không sai, cô nói hoàn toàn chính xác. Nếu các vị ngồi đây không ủng hộ đề nghị của Nỉ Mấy Ngàn, không sao cả, tôi sẽ ủng hộ ngay tới cùng. Tố Diệp tiếp lời đúng kiểu của Diệp Ngọc, ngữ khí kiên quyết. Trong tay tôi cũng có cổ phần nhỏ Diệp, tới lúc đó tôi sẽ nhượng lại hết cho Nỉ Mấy Ngàn. Cổ đông nhỏ Diệp ư? Cô đây làm chán rồi. Diệp Ngọc vừa nghe lập tức phẫn nộ trừng mắt. Tố Diệp, cô đừng có không biết tốt xấu. Người không biết tốt xấu là chị. Nỉ Mấy Ngàn phát đầu vì cuộc cãi vác của bọn họ, anh vội vàng ngăn cản. Diệp Uyên cũng nhíu mày nói. Được rồi, lúc này còn cái cọ gì nữa. Diệp Ngọc tức giận siết chặt chiếc cốc, không nói nữa. Tố Diệp bình tĩnh nhìn Diệp Uyên một lần, rồi đảo mắt một vòng. Những lời vừa rồi của tôi không phải là nói trong lúc tức giận, đây chính là quyết định của tôi. Diệp Diệp. Đừng nhìn Nỉ Mấy Ngàn rất cảm động, nhưng sự việc không giống như trước đây, anh không thể để bị cô bị người khác nói ra nói vào, bèn dịu giọng nói. Anh không đồng ý em chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhà họ Diệp. Mấy Ngạn. Không được là không được. Sự lo lắng của Nỉ Mấy Ngạn là có lý. Một khi Tố Diệp làm vậy, vậy thì cô chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt người nhà họ Diệp, thậm chí còn bị rất nhiều các cổ đông khác trích móc. Các phóng viên bên ngoài sẽ bình luận thế nào về cô càng không biết. Suy rằng họ cũng sẽ là quan hệ vợ chồng, nhưng việc giữ cổ phần tuyệt đối không thể đánh giá dựa trên mối quan hệ ấy. Mục đích của anh đề nghị như vậy rất đơn giản. Nếu người nhà họ Diệp lần lượt chuyển nhượng cổ phần thì cũng có nghĩa là tiết chế hội đồng quản trị, khiến các cổ đông lớn tuổi hiểu được thái độ của nhà họ Diệp. Nhưng nếu chỉ có mình Tố Diệp chuyển nhượng, hơn nữa lại còn toàn bộ, thì vậy chắc chắn sẽ khiến hiểu lầm của họ càng thêm sâu sắc. Sau này sẽ càng có cơ hội liên kết lại hoặc uy hiếp nhà họ Diệp đưa ra những quyết định bất lợi. Phải thuyết phục từng người trong nhà họ Diệp chuyển nhượng cổ phần vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn. Nỉ Mấy Ngạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý này. Tố Diệp có muốn nói gì đó, nhưng Nỉ Mấy Ngạn ra hiệu im lặng. Lâm Yêu cũng chịu không nổi thái độ của Diệp Ngọc, phải lên tiếng. Tuy rằng tôi là người mang họ ngoài, nhưng vẫn muốn nói một câu. Bây giờ là khoảng thời gian đặc biệt, mà thực tế mọi người cũng chỉ có thể phối hợp với tổng giám đốc Niên mới có thể vượt qua khó khăn. Tôi không muốn nói là những cổ đông đó có ý không tốt, nhưng mà rõ ràng là quyết định của bọn họ đã khiến số lượng cuộc gọi khiếu nại trong ngày hôm nay gia tăng.
tôi cũng đã làm việc ở Tĩnh Thạch hơn một năm rồi, chưa bao giờ thấy mấy một phần khách hàng phải lên tiếng oán trách. Nếu đây là kế hoạch của Tổng Giám Đốc Niên, vậy thì việc hôm nay còn phải tập hợp mọi người ở đây để bàn bạc nữa. Anh ấy bảo Tố Diệp chuyển thẳng cổ phần cho mình là được rồi. Diệp Ngọc cười khẩy. Cô mới tới nhà họ Diệp bao lâu? Ra dáng bà chủ của gia đình nhanh vậy sao? Lâm Yêu nghẹn lời, nét mặt gượng gạo. Diệp Yên không vui nhìn về phía Diệp Ngọc. Cô ấy là con dâu trưởng nhà họ Diệp, có quyền nói những lời này. Diệp Ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Yên. Em thấy anh quá lụy tình thành ra nhụt chí rồi. Sắc mặt của Diệp Yên càng lúc càng khó coi. Em vẫn chưa chịu thôi phải không? Mọi người không cần tranh cãi nữa. Vì đề nghị của tôi, không cần tranh cãi nữa. Lý Minh Hàn ngắt ngang hai người bọn họ đối chọi gay gắt, khẽ nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể làm như thế này. Cổ phần của mọi người chuyển nhượng có thể coi như tạm thời cho tôi mượn. Từ lúc đó có thể bảo bên pháp vụ soạn một hợp đồng có liên quan. Đợi giai đoạn khó khăn này qua đi, tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ. Đây cũng là cách vẹn toàn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Nguyễn Tuyết Hàn nghe xong cách này, suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi cảm thấy như vậy còn được. Cổ phần trong tay bà ta từng bị Diệp Hoàng Phong thu lại, nhưng dẫu sao Diệp Yên và Diệp Ngọc vẫn là con của bà ta cũng phải nắm chặt mới được. Diệp Ngọc lạnh nhạt nói. Mọi người đừng có dễ tin nàng lời anh ta. Lúc này Nguyễn Tích Cẩm mới lên tiếng. Tôi không có ý kiến gì, những người nắm giữ cổ phần nhà họ Diệp thì có Diệp Hạc Thành và Diệp Lan không tới, chúng ta cũng phải nên nghe ý kiến của họ không? Nhưng vấn đề bây giờ, tình hình của Diệp Lan mọi người cũng biết đấy. Diệp Yên có phần mệt mỏi, nói thẳng. Tôi không có ý kiến gì, đừng nói là mượn tạm, cứ chuyển nhượng hàng của tôi cũng không thành vấn đề. Nói thật là tôi không giỏi trong việc quản lý tinh thạch, cũng không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi. Nguyễn Tuyết Mạn kéo kéo vạt áo Diệp Yên, Diệp Yên không màng. Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Niêm Ánh Ngàn, cộng thêm của cả anh cả, cho dù mọi người không đồng ý, cũng không có nghĩa gì nữa. Tố Diệp lạnh lùng nói, Niêm Ánh Ngàn khoác tay Tố Diệp, trái tim nghẹn lại. Diệp Yên ngẩng đầu nhìn Niêm Ánh Ngàn. Cứ quyết định vậy đi, sáng sớm ngày mai sẽ bảo bên pháp vụ soạn hợp đồng. Bách Ngàn, tôi biết tin cậu nhất định sẽ giúp tinh thạch vượt qua cửa ải này. Còn những người khác, nếu mọi người cũng tin tưởng Bách Ngàn, thì sáng sớm mai hãy tới công ty ký hợp đồng. Diệp Ngọc cười khẩy, nét mặt Nguyễn Tuyết Mạn khá phức tạp, còn Nguyễn Tuyết Cẩm thì gật đầu. Tôi sẽ tới, tính cho một phần, tối nay tôi về nhà khuyên Diệp Hạc Thành. Diệp Lan chắc chắn không thành vấn đề. Nếu Bách Ngàn thở phào. Cảm ơn mọi người. Chỉ cần anh có được quyền chủ động, vậy thì việc lấy lại danh tiếng cho tinh thạch có lẽ không thành vấn đề. Một khi ký hợp đồng thành công, anh sẽ là cổ đông nắm trong tay hai cổ phần lớn của nhà Niên Diệp, cũng tức là cổ đông lớn nhất của tinh thạch, trở thành chủ tịch. Chuyện này đối với bên ngoài mà nói, khi hội đồng quản trị của tinh thạch sẽ có biến đổi to lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vậy nên cũng mang lại niềm tin cho các khách hàng thân thiết. Là thành hay bại, phải trông chờ vào ngày mai thôi. Thời gian không còn sớm nữa, cuộc họp không mấy vui vẻ này cũng nên giải tán rồi. Nguyễn Tức Cẩm vì lo lắng cho tình hình của Diêm Lan, nên sau khi tạm biệt mọi người, đã vội vàng đi về trước. Diệp Uyên và Lâm Yêu định đưa Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc trở về, Diệp Ngọc bèn nói. Mọi người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Niêm Ánh Ngàn. Diệp Uyên khó xử nhìn Diệp Học. Em đừng bướng nữa. Diệp Ngọc nhìn Niêm Ánh Ngàn bằng ánh mắt sắc lạnh. Không làm lỡ giờ thời gian của anh chứ. Niêm Ánh Ngàn còn chưa lên tiếng, Tố Diệp đã nói. Diệp Ngọc, có chuyện gì thì hãy mới ai nói đi. Sao, sợ tôi ăn thịt chồng cô à? Diệp Ngọc bật cười. Yên tâm đi, tôi không có cảm hứng với đàn ông. Tố Diệp lườm cô ta, đang định phản kích thì Niêm Ánh Ngàn nhẹ nhàng nói với cô. Em về xe đợi anh trước, nghe lời. Dứt lời anh đưa chìa khóa xe cho cô. Tố Diệp rất không muốn, nhưng ngại Niêm Ánh Ngàn bèn hậm hực bón lấy chìa khóa, đi thẳng ra bên ngoài không quay đầu lại. Sau khi Tố Diệp rời khỏi, Diệp Uyên nói với Nguyễn Tuyết Mạn. Mẹ, con đi mẹ về trước. Nguyễn Tuyết Mạn gật đầu, khi đi ngang qua Diệp Ngọc, bà ta thấp giọng nói. Nếu còn muốn chuyển nhượng thì coi như cho vay, đừng có cứng rắn quá. Diệp Ngọc không lên tiếng, ra khỏi tinh thạch, lên xe rồi, Diệp Uyên hỏi Nguyễn Tuyết Mạn. Mẹ, hôm nay thái độ của mẹ khá thoải mái đấy. Con phải biết rõ, mẹ chỉ được ý cho nó vay tạm thôi, con chuyển nhượng cổ phần cho Niêm Ánh Ngàn, cho dù chỉ 1% cũng không được. Con nhìn thấy thái độ của Nguyễn Tức Cầm sao? Chắc chắn là bà ta đồng ý rồi. Nếu cả con cũng chuyển nốt, thế thì con sẽ mất hoàn toàn vị trí chủ tịch. Sau này Niêm Bách Ngạn sẽ là người nắm giữ, còn nguy hiểm hơn cả bây giờ. Lâm Yêu ngồi bên chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Mẹ đồng ý cho cậu ta vay tạm. Nói thật lòng, mẹ chỉ sợ Niêm Bách Ngạn có dã tâm với tinh thạch. Mấy lời Diệp Ngọc nói nước trước cũng không phải không có lý, nhưng tình hình bây giờ chỉ cậu ta mới giải quyết được. Thế nên bây giờ mà Niêm Ánh Ngạn rời khỏi tinh thạch thì khác nào vứt cả một hố lớn lại cho tinh thạch đâu, rất không có lợi cho việc phát triển của tinh thạch trong tương lai. Nguyễn Tuyết Mạn tiếp tục nói. Diệp Uyên lắc đầu chẳng biết nói sao. Anh khởi động xe rồi nói.
Việc mượn cổ phần vốn dĩ chưa từng xảy ra trên thương trường, để người ngoài biết được thì sẽ chê cười Trương Thạch chúng ta, chưa biết chừng sau lưng của nói chúng ta, lúc cần thì tôn người ta lên, khi không cần thì dìm người ta xuống đấy. Người khác thích nói gì thì nói, mẹ chỉ muốn nhà họ Diệp chúng ta giữ lại tất cả các mỏ nhỏ nhoi sự tình cho mình vậy thôi, cũng không được sao. Nguyễn Tuyết Mạn nói, Diệp Yên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với bà nữa, cũng may rất ít nhất thì hôm nay bà cũng không cương quyết phản đối tới cùng. Quyển 13, chương 545, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Trong phòng học của Tinh Thạch, giờ chỉ còn lại Lý Mễ Ngạn và Diêm Ngọc, giờ này cho dù là người tăng ca cũng đã trở về rồi, cộng thêm tối nay mưa to gió lớn, cả tòa nhà e lãng ngoại trừ bảo vệ ra, trong ca trực thì chỉ còn lại độc hai người họ. Mưa ngoài trời có vẻ càng thêm dữ dội, hạt mưa đập điên cuồng lên lớp kính thủy tinh nhưng lại bị lớp kính dày cách âm, chỉ còn nhìn ở phía xa xa những tia chớp chốc chốc lại sáng lên phía chân trời, bầu trời như sắp nứt đôi vậy, kinh khủng. Diệp Ngọc tìm lại một cái ghế nào đó để ngồi, Lý Mễ Ngạn ngồi đối diện cô ta, sau lưng anh vẫn là cơn mưa đêm ào ào, làn sắt chấp chới đan cài, bầu trời lúc sáng lúc tối. Từ góc độ này của Lý Mễ Ngạn, sắc mặt của anh nhìn rõ ràng cũng sáng tối không rõ. Diệp Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Lý Mễ Ngạn, anh lợi hại thật, lại có thể nghĩ ra được cách thuyết phục mọi người chuyển nhượng số cổ phần này. Bây giờ anh được như ý nguyện rồi, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần hợp đồng được ký, anh sẽ là cổ đông lớn nhất của Tinh Thạch. Âm mưu của anh cuối cùng cũng thành công rồi. Ánh mắt Lý Mễ Ngạn rất bình tĩnh, gương mặt vừa rồi trông có vẻ u ám bất định. Kỳ thực nhìn kỹ thì chỉ vì sắc trời u ám, sắc mặt của anh vốn không hề thay đổi, giống như tất cả nằm trong dự tính của anh vậy. Anh không lên tiếng ngay mà cầm hộp thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu, ngậm lên miệng rồi châm lửa. Làn khói trắng nhẹ nhàng vấn vít quanh các đầu ngón tay của anh, mỏng như tơ, một điếu thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Anh khẽ nhả khói, sương khói làm mềm đi những góc cạnh trên gương mặt anh. Diệp Ngọc thấy vậy, lạnh lùng lên tiếng. Nhìn Mễ Ngạn, vừa rồi tôi nói không sai chứ, tất cả đều là kế hoạch của anh đúng không? Tôi thấy cô sắp điên rồi đấy. Ngữ khí của Lý Mễ Ngạn có vẻ không vui. Khung nghệ chết rồi, lý trí của cô có phải cũng chết theo không? Anh mới nhắc tới khung nghệ với tôi. Nếu lúc trước không phải anh lợi dụng quan hệ giữa tôi và khúc nghề, cướp đi cổ phần của tôi, cô ấy có bị mọi người gièm pha sau lưng không? Liệu có phải sống trong những lời chửi rủa chửi bới của người khác hay không? Diệp Ngọc vừa nghe hết chữ khúc nghề là lại sắp phát điên, cao giọng lên. Ngữ điệu của Lý Mễ Ngạn vẫn không cao không thấp, thậm chí có thể nói là không đậm không nhạt. Những lời chửi bới của mọi người mà cô nói theo như tôi biết chính là mẹ của cô. Cô chỉ dám hận mà không dám nói với mẹ mình, thế nên mới trút cả một bụng tức lên người tôi. Diệp Ngọc, cô đừng quên, lúc đó là cô tự nguyện chuyển nhượng cổ phần của mình cho tôi. Chính cô đã tự nguyện dùng lợi ích của mình để đảm bảo những tháng ngày của cô và khúc nghệ không bị quấy nhiễu. Nói trắng ra, tôi và cô ban đầu chỉ là một vụ mua bán. Cô chuyển cổ phần cho tôi, hơn nữa còn lấy được một khoản tiền lớn từ phía tôi. Cô còn giữ được bí mật hứa giúp cô và khúc nghệ được sống yên ổn. Nhưng sau đó thì sao? Chính cô không tự giải quyết được quan hệ giữa mình và khúc nghệ. Thế nào lại món nợ này tính cả lên đầu tôi? Diệp Ngọc, điều mình không thích làm với người khác. Ban đầu tối Diệp nó không sai, người nên tự vấn lại lòng mình chính là cô. Lý Mễ Ngạn, Diệp Ngọc tức đến nỗi cả người run lên. Anh không cần đứng giả đây làm người tốt, bây giờ anh nói cái gì lý lẽ hùng hồn, vì anh sắp có được Tinh Thạch rồi, quỷ kế của anh sắp thành công rồi, đừng tưởng tôi dễ bị lừa như những người khác. Hôm đó các cổ đông lớn tuổi nó không sai, anh chỉ mong bố tôi chết đi. Thật ra ngay từ lúc bố tôi còn sống, anh đã từng bước vạch sẵn kế hoạch rồi. Bây giờ lúc anh thu lưới có phải không? Tôi nhất định sẽ vạch trần anh, không cần biết anh dùng cách gì, tôi cũng phải vạch trần kẻ lừa đảo như anh. Tôi phải để cho tất cả mọi người biết, Lý Mễ Ngạn chính là kẻ nội gián, đã tiết lộ bí mật thương mại. Tôi sẽ không để các cổ đông lớn tuổi bị anh qua mặt đâu. Lý Mễ Ngạn bình tĩnh hút thuốc, thờ ơ trước những lời chửi mắng của cô ta. Lại một tia sáng rạch ngang bầu trời, sau đó một tiếng đùng đoàng, đất trời dường như cũng dừng lắc theo. Đúng lúc này, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy ra, ngay sau đó là một loạt những tiếng xin lỗi. Lý Mễ Ngạn ngước nhìn, là người bảo vệ tòa nhà. Người bảo vệ vội vàng giải thích. Thật ngại quá, tôi vừa nhìn thấy chủ tịch đã ra về. Lúc kiểm tra thì thấy đèn trong Tinh Thạch vẫn còn sáng, tôi tưởng mọi người đã quên không tắt. Ra ngoài! Diệp Ngọc giận dữ quát lên. Xin lỗi, xin lỗi. Người bảo vệ sợ hãi vội vã rời đi. Lý Mễ Ngạn vẫn bình thản từ đầu tới cuối, điếu thuốc cũng sắp hút hết. Anh dập tắt vào trong gạt tàn, điềm nhiên nói. Cô nói xong rồi chứ? Diệp Ngọc vẫn phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, bờ môi mím chặt. Lý Mễ Ngạn đứng dậy. Nếu cô muốn chửi cho bớt tức, vậy thì cô đã mắng rồi đấy. Tôi không có thời gian ngồi đây để điên cùng cô đâu. Dứt lời anh quay người định rời đi, nhưng anh lại bất ngờ bị Diệp Ngọc giữ lại, sức mạnh lớn đến nỗi Lý Mễ Ngạn sửng sốt. Anh không chú ý, cả người đờ ra, một tay kia bỗng chốc đâm vào đầu. Con chim điều hâu làm bằng vàng trang trí trên bàn họp, góc cạnh của vật trang trí này sắc lẹm, làm mu bàn tay anh bị thương. Theo phản xạ tự nhiên, Lý Mễ Ngạn nhíu mày quát lên. Cô ấy đủ chưa? Ngay sau đó anh đẩy cô ta ra.
Diệp Ngọc cuộn chặt tay lại, đứng cạnh anh mấy bước, ngữ khí trầm lạnh. Nhìn anh Ngạn, chẳng phải anh luôn miệng nói tốt cho Tinh Thạch hay sao? Nếu anh thật sự muốn tốt cho Tinh Thạch, vậy thì hãy rời khỏi đây đi. Đừng tưởng không có anh Tinh Thạch sẽ không thành đồ bỏ. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn không rời khỏi Tinh Thạch, tôi nhất định sẽ không để cho anh sống yên ổn đâu. Người muốn đối phó tôi nhiều như cá giết trôi sông, thế nên nếu cô muốn tham gia cùng tôi sẵn sàng hoan nghênh. Niệm Ánh Ngạn buông một câu thiếu kiên nhẫn rồi kéo cửa phòng họp bỏ đi. Niệm Ánh Ngạn, anh là gã khốn nạn. Diệp Ngọc tức giận dậm chân bình bịch ra khỏi Tinh Thạch. Mu bàn tay của Niệm Ánh Ngạn vẫn không ngừng chảy máu, vết thương khá sâu nhưng đã không còn đau từ lâu. Cũng phải, đã trải qua quá nhiều đau đớn rồi, vết thương nhỏ nhoi này có đáng là gì đâu. Anh nhấn thang máy mới phát hiện thang máy không còn hoạt động nữa, hình như có sự cố gì đó. Anh đành bỏ cuộc, đi vào trong cầu thang bộ, bước từng bước xuống, định xuống tầng thấp hơn sẽ đi thang máy. Khi đi xuống tới dưới nhà, mưa như chút nước. Lúc này, Tố Diệp nhất định đã lái xe ra khỏi hầm xe rồi. Anh đang định gọi điện thoại cho cô thì thấp thoáng nhìn thấy một bóng người trong mưa gió. Khi cái bóng lại gần, anh mới nhìn rõ là Tố Diệp. Cô đang gắng gượng che ô chạy về phía tòa nhà. Nước mưa thấm ướt đôi giày của cô, thậm chí còn bắn lên cả tà váy. Sau khi thấy vậy, Niệm Ánh Ngạn bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn. Anh lập tức sải bước vào trong cơn mưa, chạy tới đỡ lấy chiếc ô đang nghiêng ngả của cô, nhưng vậy mới không để cô bị gió quật ngả nghiêng. Ê, anh đi đứng đó được rồi, anh xem kìa, quần áo hết rồi. Tú Diệp ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng gạt những giọt nước mưa rơi xuống trên người anh xót xa. Niệm Ánh Ngạn ôm chặt lấy cô rồi rảo bước nhanh hơn. Vào trong xe đã. Hai người lại chạy trong mưa, nước bắt tung tóe. Cuối cùng cũng đã trở về xe. Tú Diệp lấy khăn giấy, miệng vẫn còn lào bầu. Quần áo hết cả rồi, chẳng phải em qua đón anh rồi sao? Sao còn chạy vào mưa làm gì chứ? Niệm Ánh Ngạn để mặc cho cô tay chân quýnh quáng, cười nói. Anh sợ em bị gió thổi bay mất. Em sợ anh bị Diệp Ngọc ăn thịt thì có. Đây cũng là nguyên nhân Tú Diệp ngồi không yên trong ô tô. Cô đã nghe mấy bài hát, thời tiết này vốn dĩ trong xe có thêm chút nhạc cũng là một điều thú vị. Nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng Niệm Ánh Ngạn đâu, cô bắt đầu sốt ruột. Niệm Ánh Ngạn cởi mấy cúc áo sơ mi rồi khẽ nói. Diệp Ngọc cũng chỉ tức không làm gì được thôi mà. Em chỉ sợ cô ta nổi điên lên sẽ bất chấp tất cả. Tú Diệp bỗng liếc thấy vết thương trên mu bàn tay của anh có chảy máu. Đợi đã. Bàn tay Niệm Ánh Ngạn khựng lại trong không trung, tim Tú Diệp sắp ngừng đập tới nơi. Cô dè dặt kéo tay anh lại, nhìn thấy vết thương lập tức lo lắng. Chuyện gì thế này? Niệm Ánh Ngạn sợ cô lo lắng bèn nhẹ nhàng nói. Không cẩn thận bị xước thôi, không sao đâu. Sao lại không cẩn thận bị xước được? Con người anh có lúc bất cẩn nào cơ đâu. Hay con người Tố Diệp như sắp xước ra tới nơi. Cô lập tức nhớ tới dáng vẻ hung ác của Diệp Ngọc nên nổi giận đùng đùng. Có phải cô ta làm anh bị thương không? Niệm Ánh Ngạn chỉ khẽ cười. Về nhà bong bóng một chút là không sao, đừng làm ầm lên. Diệp Ngọc đáng ghét. Tố Diệp nổi điên lên, nói rồi định đẩy cửa ra. Cô bị Niệm Ánh Ngạn kéo trở lại. Mưa to như vậy, em định đi đâu? Em đi giết Diệp Ngọc, ai cho phép cô ta làm vậy với anh? Cô ta có quyền gì mà làm vậy với anh? Nói rồi Tố Diệp càng lúc càng cảm thấy khó chịu ở trong lòng, khóe mắt cũng đỏ lên. Có lúc cô thật sự muốn Niệm Ánh Ngạn rời xa Tinh Thạch, vì cớ gì phải đám người đó đã bị chọc tức chứ? Niệm Ánh Ngạn thấy cô như vậy, bèn đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng khuyên nhủ. Được rồi, chẳng phải anh vẫn yên ổn đây sao? Chỉ là không cẩn thận bị quẹt vào thôi, thật mà. Ánh Ngạn, hay là chúng ta đi đi, bán hết cổ phần của chúng ta đi, mặc kệ tất cả, cái gì mà Tinh Thạch, cái gì mà nhà họ Diệp, nhà họ Niên, chúng ta mặc kệ hết đi có được không? Tố Diệp thực sự rất thương anh, nhìn thấy anh mệt mỏi, tim cô còn khó chịu hơn dao cắt. Niệm Ánh Ngạn ôm cô vào lòng, nhìn vào trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên em đưa ra yêu cầu này với anh. Phải, trước đây không hề yêu cầu anh như vậy. Tố Diệp cũng nhìn vào mắt anh nói. Em biết, không nên yêu cầu anh từ bỏ sự nghiệp của mình, lý tưởng của mình. Nhưng Ánh Ngạn à, anh là chồng em không thể nhìn anh ngày nào cũng tận tâm tận lực, ngày nào cũng dốc hết sức mà vẫn không làm vừa lòng được họ. Chúng ta nhất định phải sống cuộc sống như vậy sao? Chúng ta cũng có thể như những người bình thường khác. Không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần ngày nào cũng được sống thoải mái, không được sao? Hoặc là bây giờ số tiền trong tay anh và em cũng đã đủ dùng rồi, chúng ta không cần vất vả như vậy thế. Chúng ta có thể đi du lịch thế giới, đi mệt tới một nơi nào đó thì nghỉ một thời gian, nghỉ được rồi lại đi tiếp, không phải như vậy tốt hơn sao? Ánh mắt Niệm Ánh Ngạn trở nên tình cảm, anh giơ tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cô, không giận cũng không thiếu kiên nhẫn. Anh nghĩ anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đưa ra yêu cầu này. Anh không thỏa mãn được em, anh quả thực không xứng đáng làm chồng em rồi. Diệp, anh hứa với em, chỉ cần Tinh Thạch vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh sẽ rời khỏi Tinh Thạch, chúng ta cùng đi được không? Bây giờ không được sao? Tú Diệp hô hấp một cách khó khăn, Niệm Ánh Ngạn hỏi ngược lại. Nếu đổi lại là em có thể đi được không?
cô nghẹn lời. Sản phẩm mới của Tinh Thạch do anh phụ trách, xảy ra chuyện anh không thể rũ áo bỏ đi. Hội đồng quản trị hùng hổ hăm dọa, đám hỗn tạp này phải có người ra mặt thu dọn. Anh đi nhẹ nhàng thoải mái, những người đen đủi cuối cùng chắc chắn là nhân viên của anh. Bộ phận thị trường, bộ phận quan hệ, thậm chí là bộ phận thiết kế, khai thác, họ đều có thể vì anh mà chịu liên lụy. Thế nên Diệp Diệp, lúc này bất kỳ ai cũng có thể ra đi, cũng không, nhưng một mình anh không thể đi, cũng không được lùi bước, dù là nửa bước cũng không được. Lý Minh Ngàn chân thành nói, sao Tố Diệp không hiểu điều này cơ chứ? Tạm thời không nói tới chuyện của Lý Minh Ngàn, ngay cả cô sau khi bị sa thải, tất cả các công việc của cô cũng phải chuyển giao cho các đồng nghiệp khác. Bình thường, khối lượng của công việc của cô nhiều đến mức nào cũng quá biết rõ, thế nên không khó tưởng tượng các đồng nghiệp sẽ oán thán không thôi. Huống hồ Lý Minh Ngàn đang trong một tình thế nghiêm trọng như vậy. Cô biết, càng những lúc như thế này càng phải bình tĩnh lý trí, nhưng cô thương anh lắm. Tranh thêm một chút thời gian được không? Anh hứa với em, chỉ cần xoay chuyển được cục diện, anh chắc chắn sẽ rời khỏi Tinh Thạch. Lý Minh Ngàn xoa nhẹ má cô. Từ lúc đó, em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em. Đây là lời của anh đối với em, quyết không nuốt lời. Tú Diệp thở dài. Thật sự tới lúc em xoay chuyển được cục diện rồi, anh có nỡ rời đi không? Lý Minh Ngàn nâng cao gương mặt của cô lên, ánh mắt nghiêm túc. Không có gì quan trọng với anh, ngoại trừ em và Bách Tiêu. Chỉ cần Bách Tiêu ngày nào cũng được bình yên vô sự, em ngày nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất đối với anh. Có cần gọi Bách Tiêu quay về không? Cô cảm động. Đừng nói với nó. Tú Diệp nhìn anh. Nhưng sớm muộn gì thì nó cũng biết thôi. Dù được ngày nào hay ngày ấy, giờ nó đang tập trung vào luyện xe, có lẽ không có thời gian đọc mấy tin tức kinh tế. Lý Minh Ngàn dặn dò, Tú Diệp xả vào lòng anh. Lời hứa của anh sẽ nhanh chóng thành hiện thực chứ? Ánh mắt của Lý Minh Ngàn kiên định. Phải, sẽ rất nhanh thôi. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ ghi xít lấy anh. Đêm khuya yên ắng, thế nên cả tiếng mưa càng thêm rõ nét. Tú Khải cả đêm không ngủ, anh vẫn đang lục lọi lại các ghi chép và tài liệu truy bắt bọn tội phạm ma túy lúc trước, hy vọng có thể tìm ra được một chút manh mối. Bên cạnh anh đặt gạt tàn thuốc lá, bên trong gạt tàn chất đầy đầu lọc, tay phải đang còn kẹp nửa điếu thuốc đang cháy được quá nửa, từng làn khói bay lượn lờ như có như không. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Trong một đêm mưa như thế này, nó khiến người ta bất an. Tay Tú Khải run lên, điếu thuốc rơi xuống, không biết vì ngón tay bị bỏng hay vì nửa đêm nghe thấy tiếng chuông bất ngờ. Tàn thuốc rơi xuống như lớp tro bụi lan ra. Kinh nghiệm trong ngành bao nhiêu năm hình thành cho Tú Khải một thói quen bất an khi nửa đêm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn giờ, đã 2 giờ sáng rồi, lúc này mà điện thoại kêu lên, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Không kịp nghĩ nhiều, anh dập tắt đầu thuốc, tiện tay cầm di động lên xem. Bằng Hoàng lập tức nhận máy, đầu kia có vẻ rất gấp gáp. Mặt Tú Khải biến sắc, anh nói. Cháu sẽ lập tức qua ngay. Chưa đầy 20 phút sau, Tú Khải đã lái xe tới trước cửa nhà Diệp Lan. Anh gần như lái xe chạy như bay, thậm chí còn cố tình vượt đèn đỏ. Nước mưa làm mờ đi tầm nhìn, trong bóng tối có bóng người đang cầm mô đứng đợi. Tú Khải không kịp cầm mô đã vội vã xuống xe. Lúc đi sắp tới, anh gọi tới nhà Diệp Lan, người đứng trước cửa là Nguyễn Tuyết Cầm. Sau khi thấy anh tới, bà ta căng thẳng như sắp khóc. Bộ sàng của Lan Lan kinh khủng lắm, tôi quả thực không biết phải làm sao nữa. Điện thoại cũng là Nguyễn Tuyết Cầm gọi tới. Sau khi Tú Khải nhận máy, bà ta lo lắng nói với anh rằng Diệp Lan lên cơn nghiện. Câu nói ấy đã khiến Tú Khải không thể lý trí được nữa. Dọc đường đi, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Diệp Lan đau khổ vật vã. Anh vội vàng đi lên gác. Trong nhà không có người làm, chỉ có Diệp Hạc Thành. Cửa phòng khép hờ, vừa hay lại gần, anh nghe được tiếng Diệp Lan gào khóc. Trái tim Tú Khải như bị vô số mũi kim xuyên thủng, đau đớn đến không thở nổi. Anh sải bước tới, đẩy cửa ra. Nguyễn Tuyết Cầm cũng nhanh chóng đi theo sau. Cửa phòng ngủ được mở ra, dưới đất ngổn ngang, thậm chí còn có cả ly cốc vỡ. Diệp và Thành đang tái mặt đứng trong phòng ngủ của Diệp Lan, hai tay run run. Nà, nghe lời bố, đặt miếng thủy tinh đó xuống, đừng làm mình bị thương. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tú Khải, anh không nghĩ gì xông thẳng vào trong phòng. Trước mắt là khung cảnh cả đời này, anh cũng khó mà quên được. Diệp Lan mặc máy ngủ màu trắng, trong tay siết chặt một miếng thủy tinh vỡ, là mảnh vỡ từ chiếc cốc. Mảnh vỡ đã cứa vào lòng bàn tay của cô, máu bắt đầu lan ra, đỏ tươi như lựu chảy tràn nơi cánh tay. Dáng vẻ tóc tai bù xù cô trông rất đáng sợ, mới một thời gian ngắn không gặp, mặt cô đã gầy đến hốc hác. Thấy Tú Khải đi vào, tâm trạng của cô dường như càng trở nên kích động. Lan Lan! Tú Khải cảm thấy mình không thở nổi nữa, anh sợ cô kích động sẽ làm bị thương bản thân. Em chịu không nổi nữa rồi. Diệp Lan ôm gối, cả người co rụt dưới đất. Miếng thủy tinh vỡ trong tay lắc lư qua lại trước mắt cô, chỉ cần cô bất cẩn sẽ đâm vào mắt của mình. Nguyễn Tuyết Cầm sợ hãi bật khóc. Lan Lan, con đừng dọa mẹ.
Tú Khải dẫu sao cũng là xuất thân trong ngành cảnh sát chống ma túy, tình huống này anh thường xuyên bắt gặp. Tuy rằng đối tượng là Diệp Lan khiến anh căng thẳng hơn mọi khi, nhưng khi tới thời khắc quan trọng, anh vẫn phải đè nén sự căng thẳng ấy xuống, giữ vững bình tĩnh. Nhân lúc Diệp Lan không đề phòng, anh bước nhanh tới, túm lấy bàn tay đang cầm mảnh vỡ của cô, giữ chặt lấy cổ tay cô, để mặc cô gào khóc cũng không buông. Lúc này cương quyết đoạt lấy mảnh vỡ từ tay của Diệp Lan sẽ vô cùng nguy hiểm, cách duy nhất là để cô tự buông tay. Lực tay của Tú Khải rất mạnh, cổ tay của Diệp Lan cảm thấy tê dại, bất giác buông tay. Khi mảnh vỡ rơi xuống đất, Tú Khải đá văng nó đi rồi quát: "Thu dọn sạch sẽ tất cả mảnh thủy tinh vỡ trong phòng, khẩn trương lên." Nguyên Tuyết Cầm và Diệp Bạc Thành không dám dè dặt, lập tức làm theo. Diệp Lan không nằm yên trong lòng Tú Khải, cô liều mạng dễ dùa, gào thét như một kẻ điên. Lòng bàn tay cô bị thương, máu thậm chí còn thấm lên cả áo sơ mi của Tú Khải. Tú Khải lo lắng cho vết thương của cô, mơ hồ lại không thể nhìn rõ cụ thể nó sâu đến mức nào. Anh lại hét lên với Nguyễn Tuyết Cầm: "Mang dây thừng lại đây." Nguyễn Tuyết Cầm sững người: "Sao cơ?" "Dây thừng." Tú Khải lặp lại lần nữa: "Không cho cô ấy lại, cô ấy sẽ còn làm bị thương chính mình. Còn nữa, vết thương của cô ấy cần phải được xử lý." Tay Nguyễn Tuyết Cầm run lên bần bật, Diệp Văn Thành lập tức đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không có. "Kéo dài trải giường xuống, biện thành dây, nhanh." Tú Khải nghĩ ra cách. Thế nên hai người họ nhanh chóng kéo ga trải giường xuống, buộc lại, tết thành kiểu dây thừng. "Tú Khải, em cầu xin anh, cho em một ít bột trắng đi, hay là anh tiêm cho em thứ gì đó cũng được. Em chịu không nổi nữa rồi, em sắp chết rồi." Diệp Lan bắt đầu van nài như một con nghiện, dáng vẻ của cô đáng thương vô cùng, ai cũng không nỡ. Tú Khải cắn chặt răng, ôm ghì lấy cô, cố gắng không nhìn biểu cảm đáng thương ấy. Anh sợ mình không thể quyết tâm được, rồi lại thật sự sẽ nghĩ tìm cách ma túy cho cô hít, để cô bớt đau đớn. "Lan Lan." Anh gọi tên cô hết lần này tới lần khác, cố gắng vỗ về tâm trạng của cô. "Chẳng phải anh yêu em sao? Anh yêu em thì không thể nhìn em đau khổ như vậy được." Diệp Lan liều mạng ngọ ngoậy, thậm chí mở miệng cắn anh. Thấy anh không đồng đẩy, cô bắt đầu chửi mắng: "Có phải anh không muốn gương mặt nhìn em chết không? Tú Khải, anh vốn không yêu em, anh nói mấy lời đó chỉ là cười nhạt em thôi. Nếu anh yêu em, sao có thể nhìn em đau khổ như thế?" Gân xanh đã nổi trên trán của Tú Khải, anh vẫn ôm chặt cô, giọng nói khàn đặc: "Lan Lan, nghe lời anh, chính vì anh yêu em nên mới càng phải giúp em cai nghiện. Em không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không sẽ chỉ đau khổ thêm mà thôi." Dây thừng cuối cùng cũng được làm xong, nhưng sao Nguyễn Tuyết Cầm nỡ trói con gái, nước mắt bà ta cứ xoay tròn trong hốc mắt, tay cũng run lên kịch liệt. Chú giữ lấy Lan Lan." Tú Khải phải đích thân ra tay, tay Diệp Hoạt Thành cũng run run, nhưng ép buộc bản thân phải làm. Ông ta bước lên, cố gắng ấn chặt Diệp Lan, nhưng dù sao cũng là bố, cố gắng thì cũng được bao nhiêu sức lực. Lúc này Diệp Lan vô cùng khỏe, lập tức đẩy Diệp Hoạt Thành ra, xông ra ngoài. Tú Khải thất kinh vội vàng chạy theo. Anh thấy Diệp Lan lật tung các tủ không biết đang tìm cái gì. Tú Khải lao tới như một mũi tên, giữ chặt lấy eo Diệp Lan, sau đó bế cô lên. "Đưa em ra." Diệp Lan phát điên, không ngừng quẫy đạp và gào thét. Cô giơ tay thậm chí còn cào bị thương cổ Tú Khải. Nhưng lần này kiểu gì Tú Khải cũng không buông tay ra nữa. Sau khi đè chặt cô xuống sofa, anh hét lên với Diệp Hoàng Thành: "Cho cô ấy lại." Diệp Hoàng Thành không dám mềm lòng nữa, vội vàng làm theo. Diệp Lan phát ra những tiếng khóc chói tai. Nguyễn Tức Cầm đứng bên ôm chặt miệng, nước mắt trào ra. Cho tới khi Diệp Lan bị trói chặt hoàn toàn, không còn sức động đậy nữa, Tú Khải mới bế cô trở lại giường, ngồi trên đầu giường nhìn cô. Ánh mắt anh tràn ngập đau thương, nhưng cơn nghiện của Diệp Lan vẫn chưa dứt, cô vẫn không ngừng cự quậy nức nở: "Tôi xin mọi người, con đau lắm, con rất nhiều côn trùng đang cắn con." "Cô ơi, ở trong nhà có hộp bông măng không?" Tú Khải cũng túi đầy mồ hôi, Nguyễn Tức Cầm vội vàng đi lấy. Tú Khải lấy ra hai lọ oxy già, tách lòng bàn tay của cô ra, nhưng cô rất không phối hợp, cuộn tay lại rất chặt. "Tú Khải, anh bắn chết em đi, em không muốn chịu đựng nỗi khổ này nữa." Diệp Lan cắn chặt môi, sống lưng Tú Khải lạnh toát, trong lòng thầm nghĩ cũng may tối nay anh không mang theo súng, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước đây anh từng thấy người bị con nghiện tự sát, nếu Diệp Lan cũng... anh không dám nghĩ. Thấy cô sắp cắn nát môi mình, Tú Khải dịu giọng khuyên nhủ. Nhưng lúc này Diệp Lan chẳng nghe được vào câu nào, cô như một con sói mất kiểm soát, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn đứt huyết quản của người khác. Nhưng Tú Khải đau lòng. Anh không nghĩ gì nữa, cúi đầu bịt miệng của cô lại, dùng môi và răng mình cậy miệng cô ra. Một giây sau, Diệp Lan cắn vào môi anh rất mạnh, anh hự một tiếng, nhưng tay vẫn giữ chặt cơ thể cô. Chẳng mấy chốc Diệp Lan bật khóc, cô ít nhất vẫn còn giữ lại chút lý trí. Nhân lúc cô khóc, Tú Khải ngước mắt lên, môi anh đã bị cô cắn xước, máu trào ra. "Lan Lan, để anh xử lý vết thương cho em." Lần này anh dùng sức nạy từng ngón tay của cô ra, dùng hai chai oxy giả khử trùng. Sau khi lau sạch vết thương anh mới phát hiện tay cô đâu đâu cũng là vết thương.
Tố Khải cảm thấy còn đau hơn chính mình bị thương tổn. Trước đây cô ấy cũng như vậy sao? Tố Khải hỏi họ. Diệp Bà Thành có chút lung túng, ông nhìn Nguyễn Đức Cầm một cái. Gương mặt Nguyễn Đức Cầm chỉ toàn bi thương, bà ta khẽ nói. Trước đây nó cũng lên cơn nghiện, nhưng chưa từng nghiêm trọng như hôm nay. Trước khi cháu đến đã duy trì bao lâu rồi? Nguyễn Đức Cầm nghẹn ngào. Gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Gì cơ? Tú Khải kinh hãi. Những lần trước đây hai người xử lý như thế nào? Tú Khải nhìn họ, Nguyễn Tuyết Cẩm bỗng im mặt, sắc mặt Diệp Bà Thành cũng rất khó coi. Tú Khải cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó Diệp Lan lại bắt đầu không yên, cả người cô co rụt lại. Tuy bị người trói chặt nhưng cô vẫn cố giãy, hét lên với Nguyễn Tuyết Cẩm. Con xin mẹ đấy, cho con ít đi, con xin mẹ. Nghe xong những lời đấy, Tú Khải bàng hoàng quay đầu nhìn Nguyễn Tuyết Cẩm. Lúc này Nguyễn Tuyết Cẩm biết không giấu được nữa, bà ta khóc lóc nói không thành tiếng. Mấy lần trước tôi quả thực không nén lòng nhìn nó khổ sở, nên đã ra chợ đen mua bột trắng với giá cao. Tú Khải sừng sốt, đứng bật dậy, hét lên. Gì cơ? Hết tập 109. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.